Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ở cái phần trước á, các cái tình huống cơ bản trong đánh đôi thì mình đã nói về phần hai người khi mà giao cầu thì sẽ phải di chuyển như thế nào ha, đối với các tình huống như là đánh tấn công và phòng thủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là mình sẽ phân tích các cái tình huống đối với hai người mà khi mà nhận giao cầu, mà khi mà tấn công, phòng thủ hoặc là những giao cầu ngắn, giao cầu bổng thì mình sẽ di chuyển như thế nào ha. Bây giờ mình cùng đi tìm hiểu chi tiết coi như thế nào. Đối với vị trí người nhận cầu thì ta có hai tình huống là nhận cầu ngắn và nhận cầu bổng. Là khi ta nhận cầu ngắn mà ta trả vào cầu tấn công, tì, đè, chụp và chặn nhỏ thì ta đứng ở vị trí chữ T để canh hai đầu lưới. Còn khi trả cầu phòng thủ thì ta bung cầu rồi lùi thẳng về ô của mình để phòng thủ. Khi nhận ra cầu bổng, ta lùi về mà ta trả cầu tấn công, đập, chặt thì ta bước vào giữa sân để canh hai góc sau. Còn nếu trả cầu phòng thủ thì ta phong cầu rồi bước về giữa ô của mình phòng thủ. Thì đối với cái tình huống mà khi đồng đội nhận giao cầu thì cái vị trí đứng của mình sẽ là đứng giữa sân và đứng sau đồng đội. Lúc mà đồng đội mình nhận giao cầu thì mình sẽ có hai trường hợp ha. Cái trường hợp đầu là trường hợp nhận giao cầu ngắn và trường hợp nhận giao cầu bổng. Thì lúc mà đồng đội mình nhận giao cầu ngắn theo hướng tấn công, có nghĩa là đập, chụp nhỏ và tạt, thì cái vị trí đứng của mình là đứng ở giữa và mình sẽ me hai góc sau. Đối với khi mà đồng đội theo hướng nhận cầu theo hướng phòng thủ, có nghĩa là đồng đội mình sẽ lên nhận cầu bung lên, thì cái vị trí đứng của mình là sẽ đứng ô song song với đồng đội để thủ cầu. Đối với cái tình huống mà đồng đội mình nhận giao cầu bổng thì cái việc đầu tiên của mình là mình phải chạy lên chữ T. Lúc đó sẽ có hai tình huống, là cái tình huống mà đồng đội tấn công và đồng đội phòng thủ. Khi cái đồng đội tấn công là cầu đi xuống là đập với chặt, thì cái vị trí của mình đứng là sẽ ngay chữ T, nhưng mà mình sẽ me hai đầu lưới.
Đối với cái tình huống mà khi đồng đội nhận giao cầu bổng mà theo hướng phòng thủ là lớp cầu, thì lúc đó thì mình sẽ từ vị trí là ngay chữ T và mình sẽ lùi về cái ô còn lại đứng song song đồng đội để thủ cầu. Thì đó là một số cái tình huống cơ bản ấy, trong đánh đôi khi mà mình bắt đầu một trận đấu ha, mà mình đánh tấn công và phòng thủ thì đồng đội với mình sẽ phải di chuyển như thế nào. Thì hy vọng là mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái chuyện đánh đôi ha. Tại vì đa phần thì mọi người đánh đôi, mọi người vẫn còn có phần là lúng túng trong cái chuyện là di chuyển phối hợp với nhau. Nếu mà các bạn vẫn còn thắc mắc gì á thì các bạn cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của các bạn ở các video tiếp theo ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.